Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, cán bộ còn được hiểu là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu như cán bộ tích cực thi đua thì sẽ dẫn dắt cả dây chuyền cùng thi đua. Cán bộ là người làm gương, khi thi đua trở thành phong trào, trở thành động lực phấn đấu thì mỗi người tiến bộ, mỗi ngành phát triển, mỗi đơn vị vững mạnh. Với tinh thần đó, mỗi cán bộ sĩ quan quân đội dù đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau nhưng luôn có chung một ý chí quyết tâm là thi đua làm tốt hơn mỗi ngày. Anh em đã quyết tâm đổi màu huy chương chưa? Quyết tâm! Quyết tâm! Quyết tâm! Đã thi đấu thì phải đặt ra chỉ tiêu để quyết tâm đạt và vượt thì mới có thể chạm đến đỉnh cao. Đó là tinh thần được Trung tá Hoàng Minh Đức truyền lửa cho đồng đội trong suốt quá trình tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2022. Là huấn luyện viên cuộc thi vùng tai nạn, anh đã sát cánh tập luyện cùng đội tuyển dù nắng hay mưa. Và khi trở về vị trí cán bộ chỉ huy tham mưu trung đoàn, anh vẫn luôn nỗ lực làm gương trong mỗi lời nói và hành động. Thì bản thân mình phải thật sự là gương mẫu, xung kích và sáng tạo và quyết đoán trong thực hiện các cái nhiệm vụ, đặc biệt là trong các cái hội thi, hội thao. Trên cơ sở đó thì mình sẽ truyền lửa bằng cái sự nhiệt huyết đến với các đơn vị trong toàn trung đoàn. Đặc biệt là đối với các cuộc hội thi, hội thao thì chúng tôi làm tốt công tác chuẩn bị ngay từ cái việc khâu lựa chọn con người, sau đó xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập một cách cơ bản, thuần thục những cái động tác cơ bản, sau đó thì sẽ luyện tập nâng cao sát với những cái điều kiện thi đấu. Chỉ tiêu chính là những con số đánh giá chất lượng huấn luyện. Muốn chất lượng tốt thì phải làm thế nào để bộ đội hăng say, không ngại khó, ngại khổ. Vì thế, Trung tá Hoàng Minh Đức luôn coi trọng công tác bảo đảm, tạo động lực thi đua nghiên cứu sáng kiến, cải tiến vật chất, mô hình học cụ huấn luyện trong toàn đơn vị. Hàng ngày, sau những mỗi đợt kiểm tra thì đồng chí Phó Trung đoàn trưởng ở cương vị là chỉ huy trung đoàn thì thường xuyên có cái rút kinh nghiệm đối với đơn vị chúng tôi. Ngoài ra thì đồng chí đều định hướng những cái nội dung để chúng tôi trong thời gian tới khắc phục những khâu yếu mặt yếu và biện pháp thì phải làm như thế nào để đơn vị chúng tôi nhanh chóng hoàn thiện và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Còn với trưởng ngành vũ khí dưới nước của tàu hộ vệ tên lửa 015 Vũ Trung Kiên thì thi đua hiệu quả là phải xác định được mục tiêu phấn đấu ngắn và dài hạn. Tuổi còn trẻ nhưng Kiên đã say mê sáng kiến cho ra đời phần mềm mô phỏng hệ thống máy điều khiển bắn ngư lôi trên tàu hộ vệ tên lửa, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn huấn luyện. Với mỗi đảng viên trẻ chúng tôi cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu của mình, chia mục tiêu thành như từng giai đoạn nhỏ. Trong ngày hôm nay chúng ta phải hoàn thành những công việc gì, xác định mục tiêu trong tuần, trong tháng, trong năm và đúc kết lại trong một năm chúng ta phải đạt được những thành quả, hoàn thành những công việc gì. Bởi vì mục tiêu là đích đến của sự thành công. Như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn bộ máy vận hành trơn tru, thông suốt thì dây chuyền phải tốt. Có nghĩa là người cán bộ phải là cái gốc, cán bộ thi đua thì cấp dưới cũng thi đua. Và thi đua đơn giản là làm tốt hơn mỗi ngày. Đêm 17 tháng 6 theo giờ địa phương, Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ, hai nước trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Sudan cùng xác nhận lực lượng vũ trang Sudan SRF và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF ở quốc gia châu Phi này đã đồng thuận ngừng bắn trong 72 giờ tiếp theo, bắt đầu từ 6 giờ sáng ngày 18 tháng 6 theo giờ Khartoum. Các bên nhất trí rằng trong thời gian ngừng bắn, họ sẽ kiềm chế những hoạt động chuyển quân bị cấm, tấn công, sử dụng máy bay quân sự hoặc thiết bị bay không người lái, pháo kích, củng cố các vị trí và tái bổ sung lực lượng, cũng như kiềm chế nỗ lực đạt được các lợi ích quân sự trong thời gian ngừng bắn. Hai bên cũng đồng ý cho phép tự do đi lại và cung cấp viện trợ nhân đạo trên khắp Sudan. Nếu hai bên không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, trung gian hòa giải là Ả Rập Xê Út và Hoa Kỳ sẽ buộc phải xem xét hoãn các cuộc đàm phán ở Jeddah và hội nghị của các nhà tài trợ nhân đạo cho Sudan vào ngày 19 tháng 6. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức đỉnh của hơn 2 năm qua. Xuất khẩu sầu riêng tăng 18 lần là những tin vui có trong bản tin hôm nay thứ Hai ngày 19 tháng 6. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi chuyển động với dòng chảy tin tức. Sáng nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào đợt làm việc thứ 2 từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 6. Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có nhiều dự luật được quan tâm như luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân, luật đấu thầu sửa đổi. Dự thảo luật phòng thủ dân sự cũng sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.
Đây là dự án luật có phạm vi rộng, liên quan đến các lĩnh vực của đời sống xã hội. Khi được thông qua sẽ giúp tăng cường tính chủ động phòng ngừa, ứng phó có hiệu quả với thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh, nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức điều hành, bảo đảm các nguồn lực giúp nâng cao hiệu quả công tác phòng thủ dân sự. Ngày 18 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Thuận tổ chức khánh thành hai dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại hai điểm cầu. Việc hoàn thành hai dự án Nha Trang - Cam Lâm - Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã nâng tổng số km đường cao tốc trục Bắc Nam lên thành 950 km. Đến nay đã đưa vào khai thác 566 km đường bộ cao tốc, nâng chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào sử dụng của nước ta lên 1.729 km. Theo Tổng cục Hải quan, 5 tháng xuất khẩu rau quả đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm từ trước tới nay. Đóng góp chính cho tăng xuất khẩu nhóm hàng rau quả là sầu riêng. Trong 5 tháng, xuất khẩu quả sầu riêng đạt hơn 503 triệu đô la Mỹ, gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong số các thị trường nhập khẩu, Trung Quốc nhập sầu riêng Việt nhiều nhất với 95% tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước. Ngoài sầu riêng chính ngạch, Việt Nam và Trung Quốc còn ký nghị định thư với các loại quả như măng cụt, chuối và đang đàm phán để ký với thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chôm chôm, xoài. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức đỉnh của hơn 2 năm trong tuần này do nguồn cung khan hiếm, cùng với việc các nhà giao dịch bày tỏ lo ngại về khả năng sản lượng bị ảnh hưởng do hiện tượng thời tiết El Nino. Theo đó, những dấu hiệu ban đầu của thời tiết nóng và khô đã gây khó khăn cho các nhà sản xuất lương thực trên khắp châu Á, cùng với dự đoán một số vùng ở châu Á sẽ gặp hạn hán. Lo ngại này đã đẩy giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức trung bình 498 đô la Mỹ trên một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021 và cao hơn mức 490 đến 495 đô la Mỹ trên một tấn trong tuần trước. Bộ Công Thương vừa báo cáo Thủ tướng về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, công sở, trụ sở doanh nghiệp để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức cá nhân khác. Theo đó, người dân doanh nghiệp lắp điện mặt trời mái nhà tại nhà ở, trụ sở làm việc sẽ được miễn giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện, được miễn hoặc giảm các loại thuế phí và được vay vốn với lãi suất ưu đãi. Các công sở thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, bộ ngành sẽ được ngân sách ưu tiên bố trí vốn khi lắp đặt loại năng lượng này. Tổ chức cá nhân đầu tư lắp đặt sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, công trình xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Theo các công ty du lịch, mùa cao điểm hè chiếm tới 70% doanh thu cả năm của ngành du lịch. Do vậy, các doanh nghiệp du lịch, các địa phương trong cả nước đang tích cực triển khai các gói sản phẩm du lịch hè hấp dẫn tới du khách, hứa hẹn cho mùa vàng bội thu. Thị trường du lịch hè năm nay phong phú hơn về nguồn cung, dự đoán các tour du lịch biển vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách. Đánh giá về du lịch hè năm nay, Tổng cục Du lịch nhận định với các hoạt động quảng bá chương trình kích cầu mùa hè năm nay, dự báo ngành du lịch Việt Nam có thể đón hơn 100 triệu lượt khách nội địa và 8 triệu lượt khách quốc tế như kế hoạch. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 11 về việc bãi bỏ thông tư 23 ban hành năm 2014 quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có các yêu cầu về chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra cao hơn so với chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin đối với các chương trình đào tạo do trường cung cấp, cam kết với người học về tuyên bố chất lượng đầu ra của các chương trình đào tạo này, đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các bên liên quan cũng như toàn xã hội. Đã từ lâu, Bệnh viện Quân y 211 Cục Hậu cần Quân đoàn 3 đóng tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai trở thành một trong những địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của quân và dân, đồng bào Tây Nguyên.
đội ngũ cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 21 đã không ngừng học hỏi, áp dụng các kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây. Hơn 3 tháng trước, các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 21 đã thực hiện ca phẫu thuật lấy khối máu tụ màng não cho bệnh nhân Đinh Công Đạt. Sau đó, bệnh nhân này cũng đã được ghép xương sọ thành công. Nhiều kỹ thuật cao đã được áp dụng giúp cho bệnh nhân sinh hoạt đi lại bình thường, sức khỏe ổn định sau phẫu thuật. Thì tôi thấy sức khỏe bây giờ rất là ổn. Và thấy các giác quan, nói chung là ăn uống ăn được, ngủ được, đi lại được. Bệnh nhân vừa mới vá lại sọ. Thì vá sọ thì chúng tôi ở đây bây giờ thời xưa thì thường là vá bằng cái xi măng nhân tạo, bằng xi măng, nhưng mà từ năm 2016 trở về đây thì chúng tôi thường vá bằng cái vật liệu nhân tạo bằng lưới đi lại. Bệnh nhân Nguyễn Đức Thắng ở thành phố Pleiku được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu đột quỵ não trong tình trạng hôn mê, các chỉ số sinh tồn kém. Sau vài ngày được cấp cứu điều trị, bệnh nhân Thắng đã qua cơn nguy kịch. Trước kia, những ca bệnh này chỉ có thể tiến hành can thiệp phẫu thuật tại các bệnh viện tuyến trung ương. Tình trạng bệnh lúc qua là bị đột quỵ não ở cái thể rất nặng. Và để xác định là cũng giữa cái sống và chết là cũng rất là hoảng loạn sau khi vào đấy. Được cái tập thể như vậy là thầy thuốc của bệnh viện 21 nói chung và được cái khoa hồi sức cấp cứu là các đội ngũ thầy thuốc rất nhiệt tình để cứu chữa. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho đồng bào khu vực Tây Nguyên, những năm qua, Bệnh viện Quân y 211 đã được đầu tư nhiều trang thiết bị y tế hiện đại để điều trị kịp thời các ca bệnh nặng. Bên cạnh đó, bệnh viện đã làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Đẩy mạnh cái ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong cái và kết hợp chặt chẽ giữa cái điều trị y học cổ truyền với lại y học hiện đại. Và có nhiều cái đề tài sáng kiến trong những năm vừa qua thì bệnh viện đã được Cục Quân y công nhận và đưa vào ứng dụng trong sử dụng trong thực tế. Đổi mới, đột phá chuyên môn kỹ thuật là xu thế phát triển tất yếu của các bệnh viện. Đổi mới không chỉ ở cung cách phục vụ, thái độ tiếp đón, mà quan trọng hơn là phát triển không ngừng về chuyên môn, kỹ thuật. Vừa qua, các bệnh viện quân y 7A, 7B và bệnh viện quân dân y miền Đông, Cục Hậu cần quân khu 7 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí tặng quà cho người dân và quân đội một số tỉnh biên giới của nước bạn Campuchia. Những hoạt động như thế này đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia. Vượt qua quãng đường dài hàng trăm km, đoàn bác sĩ của quân khu 7 nhanh chóng triển khai trang thiết bị y tế, phối hợp với lực lượng của bạn hướng dẫn người dân đến khám, đảm bảo nhanh chóng, chu đáo. Tôi bị bệnh cao huyết áp 3 năm nay rồi, vì vậy hôm nay được các bác sĩ Bệnh viện Quân y Việt Nam khám bệnh miễn phí, tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Với những liều thuốc này, tôi có thể bớt đi một phần chi phí khám bệnh và mua thuốc. Cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã cử đoàn y bác sĩ đến khám, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho nhân dân nghèo và lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Hoạt động trên không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia, mà còn là dịp để ngành quân y hai nước có điều kiện giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn. Nhiều lần tổ chức đoàn sang các tỉnh giáp biên giới Campuchia để khám bệnh, nên bác sĩ của Bệnh viện Quân khu 7 rất được người dân ở đây tin tưởng. Có nhiều người đã khỏi bệnh nhờ sự hỗ trợ điều trị của các bác sĩ đến từ Việt Nam. Trước đây, một số người dân của xã đã được chữa khỏi bệnh sau khi uống thuốc của bác sĩ Việt Nam kê toa. Nên hôm nay, bà con của xã rất là vui mừng phấn khởi khi nghe có tin đoàn bác sĩ của Việt Nam sang khám bệnh. Đối với người dân các tỉnh biên giới Campuchia, hình ảnh tận tâm của các bác sĩ quân y Việt Nam từ lâu đã trở nên rất đỗi tin cậy, thân thuộc. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, NATO cam kết bảo đảm an ninh ở Kosovo. Trung Quốc. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm qua đã tái khẳng định cam kết của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo đối với các nhiệm vụ tại vùng lãnh thổ này.
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với áp lực gia tăng đối với Serbia về việc bắt giữ 3 cảnh sát tại Kosovo, tình trạng bất ổn trong khu vực đã gia tăng kể từ cuộc bầu cử tháng 4 sau khi người đứng đầu cơ quan hành pháp Kosovo quyết định bổ nhiệm một loạt thị trưởng sắc tộc Albani tại những khu vực đông người gốc Serbia sinh sống. Lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO ở Kosovo đã tăng lên hơn 4.000 quân sau khi một tiểu đoàn gồm 500 quân tiếp viện từ Thổ Nhĩ Kỳ được gửi đến Kosovo 2 tuần trước. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc đụng độ với người biểu tình ở Serbia vào cuối tháng 5 khiến 30 binh sĩ gìn giữ hòa bình bị thương. NATO sau đó đã lên tiếng nhắc nhở tất cả các bên tôn trọng đường ranh giới hành chính. Các thủ tục đối với cảnh sát Kosovo và thỏa thuận năm 2013 về việc triển khai lực lượng an ninh Kosovo ở phía Bắc. Các quan chức Nga cho biết đã có hơn 900 thỏa thuận với trị giá khoảng 46 tỷ đô la Mỹ được ký kết trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg diễn ra tại nước này. Trong đó có 43 thỏa thuận được ký kết bởi đại diện của các công ty nước ngoài, bao gồm cả các công ty từ Italia, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia châu Âu khác. Các thỏa thuận trải rộng trên nhiều lĩnh vực quan trọng như năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải và công nghệ. Chủ đề của diễn đàn năm nay tập trung vào việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa các quốc gia thân thiện, cũng như thiết lập một hệ thống thanh toán mới nhằm đẩy mạnh vai trò của đồng rúp Nga. Thông qua diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg năm nay, Nga và Trung Quốc đã đẩy mạnh hợp tác kinh tế và thương mại song phương, nổi bật như các dự án đường sắt và cao tốc xuyên biên giới và hợp tác sản xuất, phân phối linh kiện công nghệ cao. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm qua đã tuyên bố sẽ thúc đẩy các cải cách tư pháp gây tranh cãi của chính phủ một cách có cân nhắc và trách nhiệm. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ Israel tiếp tục diễn ra trong tuần thứ 24 liên tiếp trên khắp cả nước. Ngày 17 tháng 6, các cuộc biểu tình đã được tổ chức ở hơn 150 địa điểm trên toàn quốc với sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân Israel. Bất chấp những biện pháp ngăn chặn mạnh tay của cảnh sát, những người biểu tình đã tràn xuống đường cao tốc chính và chặn cả hai chiều di chuyển, đồng thời đốt pháo sáng. Tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Netanyahu đã tạm dừng quy trình lập pháp và tiến hành các cuộc đàm phán giữa các bên về vấn đề này. Nhưng các nhà lãnh đạo phe đối lập đã rút khỏi các cuộc thảo luận hôm 14 tháng 6. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc mới đây đã cho biết họ đang tiến hành thêm nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, bao gồm cắt giảm một số hạng mục trong danh sách tiêu cực đối với các đơn vị đầu tư nước ngoài, đồng thời tiếp tục dỡ bỏ và nới lỏng nhiều hạn chế khác. Mức sử dụng vốn nước ngoài thực tế đã tăng 2,2%. Các cuộc khảo sát cho thấy khoảng 97% các công ty nước ngoài được hỏi cho biết họ hài lòng với các chính sách thúc đẩy đầu tư nước ngoài của Trung Quốc được triển khai từ đầu quý 4 năm ngoái cho đến nay, cũng như các điều kiện khác như khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, tiếp cận thị trường và mặt bằng kinh doanh. Tổ chức từ thiện Open Arms của Tây Ban Nha cho biết họ đã giải cứu 117 người di cư trên một chiếc thuyền gỗ trôi dạt giữa biển Địa Trung Hải vào ngày 17 tháng 6. Chiếc thuyền xuất phát từ Libya chở những người di cư chủ yếu đến từ Sudan và Libya. Theo đại diện của tổ chức từ thiện, chiến dịch giải cứu diễn ra ở vùng biển quốc tế cách bờ biển Libya 30 km sau khi chiếc thuyền rời cảng vào đêm trước đó. Những người di cư được giải cứu dự kiến sẽ lên bờ tại một cảng của Italia. Mỗi năm có hàng nghìn người di cư từ châu Phi và Trung Đông bước lên hành trình vượt biển với mong muốn thoát khỏi đói nghèo và xung đột, cũng như tìm kiếm một cuộc sống mới ở châu Âu. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng sau khi một cơn bão nhiệt đới mạnh tấn công vào khu vực miền Nam Brazil trong 2 ngày vừa qua. Chính quyền địa phương thông báo họ đã triển khai trực thăng cứu hộ nhằm tìm kiếm 5 người còn đang bị mất tích sau cơn bão. Tại một số thị trấn bị ngập lụt nghiêm trọng, lực lượng cứu hỏa phải sử dụng thuyền để tiếp cận và hỗ trợ cho những người dân bị ảnh hưởng. Nhiều cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng đã trú ẩn tại các cơ sở thể thao ngoài trời trong thị trấn của họ. Cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo nguy cơ sạt lở đất ở một số khu vực. Chính quyền địa phương khẳng định công tác tái thiết sẽ diễn ra ngay sau khi công cuộc cứu hộ hoàn thành. Công ty thể thao Ai Cập Sky One đã tổ chức những sự kiện cho phép người tham gia sử dụng dù lượn bay qua đỉnh Kim Tự Tháp Ai Cập và ngắm nhìn kỳ quan thế giới cổ đại này từ một góc độ độc đáo.
Gần 20 vận động viên dù lượn chuyên nghiệp đã bay trên không cách đỉnh ký tự tháp Ai Cập khoảng 200 mét trong một sự kiện đặc biệt do Sky One tổ chức. Theo đại diện của công ty, dù lượn là một môn thể thao đặc biệt và đã phổ biến trên thế giới trong nhiều năm, nhưng chưa được chú trọng ở Ai Cập. Sky One mong muốn kết hợp sự độc đáo của môn thể thao này với phong cảnh hùng vĩ của những kỳ quan cổ đại ở Ai Cập nhằm phổ biến rộng rãi môn dù lượn, tăng số người tham dự cũng như thu hút du lịch cho đất nước. Hàng năm, công ty thể thao này sẽ tổ chức các sự kiện quốc tế với chủ đề xoay quanh kim tự tháp và các khu đền cổ nổi tiếng của đất nước. Năm nay, một nhóm vận động viên dù lượn chuyên nghiệp đến từ Brazil sẽ tham gia sự kiện trong vòng 12 ngày, bay qua kim tự tháp, thành phố Luxor và khu nghỉ dưỡng nổi tiếng trên Biển Đỏ. Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và hai tỉnh Đồng Nai, Đắk Lắk đồng loạt tổ chức lễ khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm phía Nam: dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, dự án đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ khởi công dự án. Cùng tham dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với chiều dài 53,7 km, tổng mức đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng. Còn dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài 117 km, tổng mức đầu tư hơn 21,9 nghìn tỷ đồng. Tổng chiều dài của 3 tuyến đường là 247 km, tổng vốn đầu tư hơn 115 nghìn tỷ đồng. Đây là chuỗi các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải được khởi công trong tháng 6 năm 2023. Binh đoàn 12, Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng là những đơn vị uy tín, có nhiều kinh nghiệm, được tin tưởng giao thi công các dự án này. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, 3 dự án khởi công ngày hôm nay đều là các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù riêng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Theo đó, giao địa phương làm cơ quan chủ quản, thực hiện dự án, áp dụng cơ chế huy động nguồn lực cho dự án kết hợp giữa ngân sách trung ương và địa phương, áp dụng chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu thi công dự án chất lượng, qua đó rút ngắn thời gian chuẩn bị để triển khai dự án. 3 cơ chế này đều đã phát huy tối đa tác dụng, khẳng định sự đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc ban hành cơ chế mới để hoàn thành mục tiêu phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Bộ Giao thông Vận tải, của các tỉnh, thành phố được giao thực hiện dự án. Biểu dương chính quyền và nhân dân 7 tỉnh, thành phố có dự án đi qua đã nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện dự án. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, các tỉnh, thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án, tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu thi công phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng thi công và tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời phải huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công, tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Yêu cầu các bộ ngành liên quan cùng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân 7 tỉnh, thành phố được giao thực hiện dự án, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bảo đảm công tác an ninh trật tự để dự án đảm bảo tiến độ hiệu quả. Nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đã đi qua, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm và các điều kiện tài chính bị thắt chặt đáng kể, nhưng Việt Nam vẫn vững vàng vượt sóng lớn với hàng loạt kết quả được ghi nhận, từ phát triển du lịch, xuất nhập khẩu đến giải ngân vốn FDI, phát triển các hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế. Thành quả này có được là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính phủ, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Belloni, thương hiệu thời trang ra đời trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng của Tổng công ty 28, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng. Đây là một minh chứng của nỗ lực vượt khó đi lên tạo dựng thương hiệu riêng trong lĩnh vực dệt may. Tổng công ty 28 đã trở thành một trong 5 thương hiệu mạnh toàn quốc vinh dự nhận giải thưởng thương hiệu được khách hàng tín nhiệm. Hiện nay, Tổng công ty 28 vẫn đang lên kế hoạch mở rộng kênh phân phối, phát triển hệ thống cửa hàng. Tôi cũng sẽ dự kiến sắp sửa là sẽ mở tiếp cửa hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội và ở Thái Bình để phủ kín cái mạng lưới Benoni trên toàn quốc. Chúng tôi thực hiện rất là tốt các chính sách hỗ trợ lương cho người lao động trong cái thời gian giãn cách vân vân. Đến nay thì công ty đã đi làm trở lại, tất cả hoạt động trở lại bình thường
và đội ngũ lao động quay trở lại làm việc của chúng tôi đạt cái tỷ lệ rất là cao so với các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc là trên 95%. Còn tại chợ Bến Thành, biểu tượng du lịch của thành phố Hồ Chí Minh đã từng rơi vào cảnh điều hưu vắng vẻ thế này vì đại dịch Covid-19. Nhưng chỉ sau một năm mở cửa trở lại, điểm đến nổi tiếng này đã lấy lại được dáng vẻ sầm uất, nhộn nhịp khi xưa. Năm 2022, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế, 32 triệu khách nội địa, doanh thu ước đạt 131.000 tỷ đồng. Các chỉ số tăng gấp đôi so với năm 2021. Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái lộ trình chuẩn bị kỹ từ khi mà dịch bệnh mới vừa phục hồi. Cụ thể đó chính là cái chương trình Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn. Bên cạnh công tác phát triển sản phẩm thì chúng tôi cũng tập trung cho công tác quảng bá xúc tiến du lịch và cụ thể đó là chính là những chiến dịch truyền thông tại những thị trường trọng điểm và tiềm năng tại nước ngoài cũng như thông qua các kênh truyền thông uy tín như là CNN, CNBC. Cùng với du lịch, dệt may, nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác cũng đang trên đà phục hồi tích cực khi các định hướng mới được đưa ra đã tạo sức bật cho nền kinh tế của nước ta. Việc Bộ Chính trị ban hành hai kết luận quan trọng là kết luận số 07 về một số nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, cùng kết luận số 24 về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội cho thấy Đảng ta đã có những chỉ đạo rất kịp thời, sáng tạo, đúng đắn để giải quyết những khó khăn, vướng mắc mà thực tế đặt ra. Đơn cử như chính sách hỗ trợ giảm 2% thuế giá trị gia tăng với một số mặt hàng trong năm 2022 được đánh giá là một điểm sáng trong chương trình phục hồi kinh tế sau đại dịch của chính phủ. Thì việc về giảm cho người tiêu dùng 2% nó sẽ kích hoạt cái việc tiêu dùng và làm cho cái hàng hóa của các nhà phân phối nó luân chuyển tốt hơn. Từ đó thì chúng tôi thấy rằng là cái chiều hướng mà tiêu thụ nó tăng dần lên. Đó. Và tôi tin tưởng rằng là trong tương lai nếu mà cái thuế này chúng ta là được giảm trong một năm như cái chủ trương của Quốc hội thì nó sẽ là tạo nên một cái đà phát triển, một cái đà nhảy cho cái nền kinh tế. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cao gấp 2,5 lần tỷ lệ lạm phát trước bối cảnh thế giới đang đối mặt với lạm phát cao nhất trong 40 năm qua và tăng trưởng thấp thì thành quả trên là nét khác biệt đáng tự hào của kinh tế Việt Nam trong bức tranh xám màu của nền kinh tế toàn cầu. Sau cái đợt dịch Covid-19 thì thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái bứt phá rất lớn, tưởng chừng như là đã âm xuống cái tỷ lệ tăng trưởng mà đã bứt phá lên gần 10%. Thì điều đó chứng tỏ rằng thành phố luôn luôn có một nội lực, luôn luôn có một cái sự năng động sáng tạo rất mang tính truyền thống rất là cao. Dù thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung còn nhiều khó khăn trước mắt, song với dư địa tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2022, với những quyết sách kịp thời, bài bản, con tàu kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ vượt sóng gió thành công, góp phần tiến tới hoàn thành kế hoạch nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Liên tiếp trong thời gian gần đây, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với quy mô lớn. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã chủ trì phối hợp bắt 386 vụ trên 555 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó chủ trì bắt 267 vụ trên 360 đối tượng, thu giữ hơn 230 kg ma túy các loại, phối hợp với các lực lượng khác bắt 119 vụ trên 195 đối tượng, thu giữ hơn 118 kg ma túy các loại. Trước tính chất phức tạp, mức độ ngày càng nguy hiểm của tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới. Đặc biệt trong tháng hành động phòng chống ma túy năm nay, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã tổ chức đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, trong đó tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá các đường dây ma túy liên tỉnh, liên tuyến xuyên quốc gia, đường dây vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới cửa khẩu vào nội địa để tiêu thụ. Chú trọng nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động bất ngờ, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân tham gia đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn mới đây tổ chức lễ khánh thành công trình đường kiểm tra cột mốc bảo vệ biên giới thuộc địa bàn đồn biên phòng Bắc Sa quản lý. Công trình có tổng chiều dài 486 mét, được xây dựng bằng nguồn đóng góp ủng hộ của một số tổ chức cá nhân với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng và sự đóng góp ngày công của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bắc Sa, công an huyện Đình Lập
cùng cán bộ công chức và nhân dân xã Bắc Sa. Sau hơn một tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Đồn biên phòng Bắc Sa quản lý đoạn biên giới dài hơn 33 km, gồm 40 cột mốc. Đến nay, đơn vị đã cơ bản bê tông hóa được đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới. Từ đầu năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp đã ủng hộ đơn vị xây dựng được 8 công trình đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, giúp người dân thuận lợi giao thông, lao động sản xuất. Tiếp theo trong bản tin, vùng cảnh sát biển 3 đồng hành với người dân Bình Thuận. Hiện vẫn có những tiếng nói lạc lõng, những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận mọi nỗ lực bảo vệ quyền trẻ em của Việt Nam, hòng kích động và tạo nên những phản ứng bức xúc trong xã hội. Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân tại huyện Hàm Thuận Nam. Đây là lần thứ 6 chương trình đến với bà con ngư dân tỉnh Bình Thuận. Báo cáo viên của Vùng Cảnh sát Biển 3 đã thông tin tới các đại biểu và nhân dân địa phương cùng các chủ phương tiện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nội dung cơ bản của Công ước Luật Biển Quốc tế 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, Luật Phòng chống ma túy, những quy định trong phòng chống khai thác IUU. Chương trình đã tặng 300 suất quà và hơn 2.000 lá cờ Tổ quốc cho các gia đình chính sách, nhân dân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, tổng giá trị hơn 400 triệu đồng. Nhằm huy động mọi nguồn lực vật chất tinh thần, kiến thức khoa học để cải tạo thổ nhưỡng, trồng các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả, cây tạo bóng mát, cây chắn sóng, rau xanh cho Trường Sa. Ngay từ khi ra đời, chương trình Xanh hóa Trường Sa đã thu hút sự tham gia sôi nổi của các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và các cá nhân, là sự tiếp sức từ đất liền để cùng tạo nên màu xanh giữa nắng gió trùng khơi. Năm 2022 và đầu năm 2023, vùng 4 Hải quân đã phối hợp cùng với các địa phương, doanh nghiệp đưa ra Trường Sa hơn 100.000 cây xanh các loại để phủ xanh các đảo. Cùng với cây giống, đất màu, còn có các sản phẩm công nghệ sinh học cho nông nghiệp được các doanh nghiệp, nhà khoa học nghiên cứu trong thời gian dài để gửi ra các đảo nhằm cải thiện điều kiện thổ nhưỡng. Những món quà từ đất liền thông qua chương trình Xanh hóa Trường Sa đã giúp tăng màu xanh sức sống cho quần đảo Tiền Tiêu, bồi đắp thêm tình cảm yêu thương ấm áp của quân và dân cả nước đối với quân dân Trường Sa. Sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong thúc đẩy bảo đảm quyền con người, trong đó có bảo vệ quyền trẻ em. Những thành tựu trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Song bất chấp thực tế đó, vẫn có những tiếng nói lạc lõng, những luận điệu xuyên tạc phi lý, hòng phủ nhận mọi nỗ lực bảo vệ quyền trẻ em của Việt Nam. Bởi các đối tượng xấu hiểu rất rõ, lợi dụng quyền trẻ em để xuyên tạc, kích động thì dễ tạo nên những phản ứng bức xúc trong xã hội. Thủ đoạn phổ biến nhất đó là thổi phồng những sự vụ riêng lẻ rồi quy chụp để đổ lỗi cho cả thể chế. Như trang VOA Express tung ra luận điệu, Ủy ban Liên Hợp Quốc nêu quan ngại về hiện tượng vi phạm quyền trẻ em ở Việt Nam. Hay đài Á Châu Tự Do thì tổ chức cái gọi là talk show để đăng đàn phân tích, phê phán việc thực hiện quyền trẻ em của Việt Nam. Từ đó, các thế lực xấu lèo lái thành vấn đề nhân quyền để vận động các tổ chức phi chính phủ đề nghị các quốc gia không bỏ phiếu bầu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nhưng thật buồn cho những kẻ chuyên bịa đặt khi kết quả Việt Nam đã trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025 với sự tín nhiệm và ủng hộ rất cao từ các nước thành viên. Sự kiện này như một đòn chí mạng giáng vào dã tâm chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, khi chúng đang ra sức xuyên tạc bóp méo vấn đề quyền trẻ em nói riêng, nhân quyền ở Việt Nam nói chung. Thì có thể nói trong nhiều năm qua, các bộ ngành, các địa phương và các tổ chức đã triển khai rất là đồng bộ các cái giải pháp.
Chính vì vậy mà năm 2022, đoàn cấp cao của Việt Nam tham gia bảo vệ cái việc thực hiện Công ước quyền trẻ em tại Việt Nam lần 5, lần 6 đã được Ủy ban quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc đánh giá cao và ghi nhận những cái nỗ lực của chúng ta trong thời gian vừa qua. Thực hiện nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em ở Việt Nam, hệ thống bảo vệ trẻ em đã được triển khai rộng khắp và từng bước phát triển. Về thực hiện nhóm quyền sống còn của trẻ em, hệ thống y tế liên tục được củng cố và tăng cường cả về cán bộ, trang thiết bị và thuốc men. Trẻ em trong các hộ nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện nhóm quyền được phát triển của trẻ em, mạng lưới trường lớp các cấp từ mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã phát triển rộng khắp. Việc xây dựng trường học an toàn, thân thiện với trẻ em được mở rộng và thực hiện có kết quả cao, góp phần hạn chế rõ rệt tình trạng bạo lực học đường. Bình đẳng trong giáo dục được quan tâm thông qua việc ban hành các chính sách và vận động xã hội nhằm hỗ trợ trẻ em gái, trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em sống trong các hộ nghèo đi học. Tôi đã đến thăm các trường học và thấy các cháu học sinh dân tộc thiểu số ở đây cũng giống như những nơi khác, được hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc trong giờ học. Tôi cũng thấy được sự tận tâm của các cô giáo đối với các cháu. Chúng ta phải cùng nhau hành động để trẻ em là những người đầu tiên được hưởng thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chúng ta quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần của trẻ em. Từ xa xưa, dân tộc Việt Nam ta luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em mầm non của đất nước. Cho nên cần phải nhận diện đúng và tiếp tục khẳng định rằng ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyền con người, quyền trẻ em đã được thực thi, được bảo đảm bằng hiến pháp và hệ thống pháp luật. Tiếp theo trong bản tin, Chính phủ phê duyệt dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Tại Việt Nam, cứ 10 giao dịch thanh toán thì có gần 5 giao dịch không tiếp xúc và chưa bao giờ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt lại phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cấp điện lưới cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là dự án đầu tư công do Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN làm chủ đầu tư, với mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn cho Côn Đảo để phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh. Dự án cấp điện lưới ra Côn Đảo sẽ gồm hơn 102 km đường dây 110 kV trên đất liền, trên không, cắp ngầm và hạng mục khác, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng gần 5.000 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hai địa phương thực hiện đầy đủ các thủ tục giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án và hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí tài nguyên, đồng thời giám sát việc thực hiện dự án của EVN đúng tiến độ quy định. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc tăng nhiệt trở lại từ hôm nay 18 tháng 6 và duy trì nền nhiệt từ 36 đến 37 độ C trong gần một tuần tới. Trong khi đó, nước về các hồ thủy điện đã cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp và chưa có thông tin lũ về trên các hồ miền Bắc. Trước dự báo tuần tới do nắng nóng, nước về các hồ thấp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến vẫn phải cắt điện ở miền Bắc nhưng mức bị ảnh hưởng có thể ít hơn. Báo cáo Chính phủ ngày 16 tháng 6, Tập đoàn Điện lực cho biết vẫn phải giảm nhu cầu sử dụng điện cho tới khi có nước về các hồ. Mức dự kiến cắt giảm ở miền Bắc tuần tới là 2.000 đến 2.500 MW. Tuy nhiên, mức này thấp hơn khoảng 20 đến 30% công suất tiết giảm bình quân những ngày đầu tháng 6 vừa qua. Những ngày vừa qua, nắng nóng trên diện rộng đã làm cho người dân cả nước phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện, đặc biệt là điện sinh hoạt tại các đô thị, tăng đột biến. Để giải nhiệt thì biện pháp hữu hiệu nhất là sử dụng các thiết bị làm mát, chạy bằng điện. Nhưng nếu sử dụng một cách lãng phí thì sức nóng của vấn đề cung ứng điện lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chị Thoa bỏ ra gần 100 triệu đồng để lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Mỗi ngày nắng nóng có thể thu được 30 đến 40 số điện. Nếu ban ngày không dùng đến thì có thể tích trữ vào ắc quy để buổi tối về dùng. Nhờ vậy mà gia đình chị cũng tiết kiệm được khá nhiều tiền điện hàng tháng, dù sử dụng điện 24/7.
Là nhà mình có rất nhiều là máy móc, rồi là thiết bị, nhà mình rất nhiều tủ ấy, tủ mát này này, nhà mình mở cả ngày lẫn đêm ấy, tức là hoạt động liên tục. Bên cạnh việc chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện, người dân cũng cần thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày của gia đình. Hiện nay, ứng dụng chăm sóc khách hàng của ngành điện đã được nâng cấp nhiều tính năng mới để phục vụ các nhu cầu của khách hàng. Trong đó, chức năng cảnh báo điện năng tiêu thụ được thể hiện rất trực quan, có số liệu cụ thể và so sánh được với các thời điểm trước đó. Theo các chuyên gia, khi nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 1 độ C, thì lượng điện tiêu thụ của máy điều hòa tăng từ 2 đến 3%. Nhiệt độ tăng khoảng 5 độ C, thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Đối với điều hòa, người dùng cần chọn máy lạnh có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng và diện tích phòng, lắp đặt đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, cài đặt nhiệt độ từ 26 độ C trở lên, chênh lệch với nhiệt độ ngoài trời tốt nhất là khoảng 5 độ C. Tiền điện mà chi cho điều hòa nó chiếm từ 40 cho tới tận 60% tổng cái kinh phí chi cho cái tiêu thụ điện. Càng nóng thì cái nhu cầu làm mát càng lớn. Chính vì vậy nên thường là trong những năm gần đây, bao giờ cái tải đỉnh mà ngành điện phải cung cấp đầy đủ cho xã hội đều là rơi vào những ngày của tháng 6, những ngày đầu tháng 7 là những cái thời gian đỉnh điểm nắng nóng vào mùa hè. Chủ động tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả để giảm nguy cơ sự cố về điện là giải pháp hữu hiệu nhất mà người dân có thể làm, vừa tránh hóa đơn tiền điện quá cao trong mùa nắng nóng, vừa chung tay gỡ khó cho ngành điện. Hội đồng chấm thi vào lớp 10 năm 2023 ở thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết, theo thống kê sơ bộ, phổ điểm 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh không biến động nhiều so với năm trước. Cụ thể, môn Toán có số bài thi đạt điểm trên trung bình chiếm gần 55%, điểm bài thi tập trung ở mức 5-7 điểm. Môn Ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi từ 8 điểm trở lên. Đây cũng là môn thi có số thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên cao nhất trong kỳ thi năm nay. Môn Ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình. Cũng theo hội đồng chấm thi, số thí sinh bị điểm 0 của môn Văn và Toán năm nay giảm hẳn so với năm ngoái. Trong số gần 96.000 thí sinh dự thi, khoảng hơn 77.000 em sẽ trúng tuyển, chiếm 80%. Kết quả thi lớp 10 công lập sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh công bố vào ngày 20 tháng 6. Thông tin từ Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái thời gian qua được duy trì ổn định. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này từ đầu năm đến ngày 15 tháng 6 đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2022. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 667 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022. Trong năm 2023, cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã thu hút 302 doanh nghiệp mới, nâng tổng số doanh nghiệp làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn là 694 doanh nghiệp. Mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc chủ yếu là hoa quả, bột sắn, thủy hải sản đông lạnh, tôm, cua, cá sống và hàng khô khác. Hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là hàng tạp, hàng vải. Tại báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Chính phủ cho biết không đưa thịt heo vào danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá tại dự thảo luật giá sửa đổi. Trước đó, thảo luận tại hội trường ngày 23 tháng 5, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng thịt heo, sữa cho người cao tuổi trong diện hàng bình ổn giá của nhà nước là không phù hợp. Thay vào đó, danh mục hàng bình ổn giá nên là danh sách mở, không nên cố định trong luật và giao Bộ Tài chính quyết định mặt hàng nào sẽ bình ổn. Như vậy, sau khi bỏ thịt heo, sữa cho người già, danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá tại dự thảo luật giá sửa đổi gồm xăng, dầu thành phẩm, khí, dầu mỏ hóa lỏng, sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thóc tẻ, gạo tẻ, phân đạm, phân DAP, phân NPK, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh thiết yếu sử dụng tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Chưa bao giờ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt lại phát triển mạnh mẽ như thời điểm này. Tại Việt Nam thì hiện cứ 10 giao dịch thanh toán thì có gần 5 giao dịch không tiếp xúc. Để hướng tới trở thành một quốc gia không tiền mặt, nhiều ý kiến cho rằng cần phải nhanh chóng kết nối dữ liệu, thanh toán thông minh, ứng dụng công nghệ số, tạo điều kiện cho các giao dịch không dùng tiền mặt không chỉ diễn ra ở đô thị mà phát triển cả ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. Vài tháng nay, bà Mai, một tiểu thương ở chợ truyền thống, đã bắt đầu làm quen với việc khách mua hàng sẽ thanh toán bằng mã QR như thế này.
Dù trước đó chỉ quen giao dịch bằng tiền mặt, nhưng bà cũng cảm nhận được sự tiện lợi của hình thức thanh toán mới mẻ này. Cũng hài lòng, có mã như vậy là thanh toán nó lẹ hơn. Còn cái kia nó tính tiền thì nhiều khi đóng khách quá cũng chậm chạp, nhiều khi mình cũng lộn nữa. Sự xuất hiện của mã QR ở khắp mọi nơi cho thấy hình thức thanh toán bằng QR code đang thực sự bùng nổ ở Việt Nam. Năm 2022, số lượng mã QR cung cấp trên thị trường đã tăng tới hơn 225% so với năm 2021. Tương tự, thanh toán không dùng tiền mặt bằng máy POS, mobile money, internet đều phát triển mạnh cả về số lượng và giá trị giao dịch. Mình đã tích hợp vào điện thoại mình, ra đường mình hay quên ví này kia rồi, mình hay tiền lẻ, đặc biệt là mình rất là ngại tiền lẻ, nên cái việc mà sử dụng không tiền mặt nó rất là nhanh chóng, tiện lợi và an toàn. Hầu như là không tiêu tiền mặt chiếm 90% tất cả các chi tiêu của mình. Đến thời điểm này thì cái việc mà tắc nghẽn về mặt giao dịch thì nếu mà đứng xét trên toàn bộ mạng lưới và toàn bộ hệ thống sẽ không có chuyện đó xảy ra. Đấy là nhờ cái sự nâng cấp liên tục của NAPAS và sự phối hợp chặt chẽ của ngành ngân hàng. Đấy, thì chúng tôi đã triển khai liên tục để đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội và cũng đặc biệt là cái sự gia tăng các cái dịch vụ mà thanh toán trực tuyến, dịch vụ thanh toán số, đặc biệt là sau cái giai đoạn mà đại dịch Covid xảy ra. Chính phủ nhận định, với mức tăng trưởng hiện nay đã cao hơn so với mục tiêu đề ra trong đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, để Việt Nam thực sự trở thành một quốc gia không tiền mặt trong tương lai, thì còn cần sự kết nối về cơ sở dữ liệu và đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ số. Khai thác và tổng hợp dữ liệu tạo điều kiện cho chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. Ứng dụng phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn nữa các cái sản phẩm dịch vụ thanh toán dựa trên Internet, thiết bị di động, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, mobile money nhằm thúc đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt, nhất là trong khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Năm 2023, được chính phủ lựa chọn là năm quốc gia về dữ liệu số. Thủ tướng cũng đã phê duyệt đề án 06 về ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây được xem là nền tảng để ngành ngân hàng khai thác cơ sở dữ liệu quý báu này, tạo điều kiện mạnh mẽ cho chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt trong thời gian tới.